niên hoại niên nguyện thùa ma dương. Xong tiết đi thiểu quán nhân khi, nhân khi nhàn hướng chiều dương ý.
thịnh bời. Mẫu tỳ điện tích xưa sinh thành trong tình sông xưa. Chim đăng hàng ngày nô nhiệt minh hương ra vô tử mẫu nữ vô hương. Hoàng nuôi đắc thanh ngưng trí tâm kim gừng nhật chu biến thập phương. Nam mô nhân vân cái Bồ Tát Ma Hạng Tát. Nam mô nhân vân cái Bồ Tát Ma Tát. Nam mô nhân vân cái Bồ Tát Ma Tát. Dòng nhân khai thương hợp cờ diệu quang minh chiếu từ chung ngã tích tăng tụng giảng kim vương hoàng lần tuần thánh chúa tiên trung vương. Và âm tử bi lần mình chúng sinh uống ngã kim đỉnh để khai quang và chiếu thiên tôn. Sa Loan thành ra hồi cung thành mẫu đi tam cung thì mới thành mẫu đi tam xích lân long nữ mẫu ngự đền đi thoại cung. Dưới thoại quan có nhà lệnh tộc vốn con rồng danh ốc kinh xuyên. Sa Loan thành ra hồi cung bóng linh xuyên ra thành ốc đi bóng linh xuyên ra cung quan thủy bộ cũng là sinh dịch ưu bình có phần tám thành tông an an thành thượng thi có phần thành thành phong thành tông dẹp bắc việc ngoài vinh nhung cánh thi anh hùng ngoài danh cái thi anh hùng đi bắc nam việt thanh tây đông xưng dần binh tuân điền dùng hương chi thì văn nguyên tao ni dù thi đằng vàng. Thank you.
các quan, ngài về truyền phan các quan, tả cơ hữu đội đường ban đóng đặc lệnh truyền văn võ đôi hàng, văn võ đôi hàng lệnh truyền văn võ đôi hàng, thiên đình văn bá hàng ngàn kéo ra lệnh truyền thiên đội ba văn sang kính vân hương lành, văn sang kính vân ni đức ngôn tông đốn xếp biên vành vành khe son như đồ trường sinh. Đi tử bình an người đồ xóm, đi đi tử bình an cửa nhà bình hiền lộc tài hân hoan sư đi vật thanh xứng tâm xưa đi tá quỷ nhang nhiều bề tông bề cứ gió đi về tổ phi khấu đảo hạt đắc an ninh do thị tin nguyệt cát nhật
tu thiết hương hoa kim ngân lễ vật tịnh cúng cung trần cúng sơ văn kiển thân như thượng tâu cung duy trần chiêu hiển thánh nhân vũ hương đạo đại vương ngọc bê hà trần chiêu khải thánh vương phủ vương mẫu vương phi phu nhân tiện hà trần chiêu chư vị đức ông vương tử vương nữ vương tế vương tôn gia phong đại vương thánh tiền công đồng tảng văn võ bộ hạ linh quan thị tiền công vọng hồng từ đồng thị chiếu giám phục nguyện hạ nhà vương dương dương tài vương trạng trạng nguyễn linh hộ quốc cứu dân trừ tà phụ chính tỷ thần tặc phúc lai tai tông tứ thời vô hạn ách chi sâm các lá tập cung tiêu bát tiết cứu trinh tưởng chi khánh ra một cung tượng tài lộc tăng na long nhất thiết sở cầu và ban như ý đạo thần bình vô nhận tích quyết chi bình doanh chi chính gần sớ thiên na vận quý mão liên nhị nguyệt sơ các nhật thần đệ tử khấu phục bách bái thượng sơ chỉ là kiểu từ đấu à ngà bút phê khai cảm thiên chư ương đạo lai độ chỉ tả sai bình độ bình tùy sư phụ sư quý nghĩ tăng long thọ trường phê so xuống mệnh thang cùng ngường dâng lên so đến nữ thương thiên bơ tòa sư trình chính thức vua sa tráng lệ thập phương chiêm bái quốc tảo dân cầu á chí thứ quân phủ thầy trò họ Nguyễn họ Hoàng ngày hôm nay chí thiết chí thành thiết lập đàn tràng cung ngưng Phật thánh anh lái đáo bản đảng quân phủ tân đồng họ Hoàng từ giày trở đi chí kỳ trở lại anh cho yên căn tròn số yên sổ thiên đình được đứng vững ngồi yên hả tam thứ quân phủ chư vị pháp sư pháp văn định vị phò giá các đồng đền đồng điện các thanh đồng đạo quan hai hàng bốn phủ linh ế gần xa nhà nào lộc đấy nhà nào phúc đấy anh quân phủ Việt Nam thường cường thường thịnh quốc thái dân an vũ thuận phong điều thắng thành ra hồi đời trần thì chân an nam hải đức ông thì tam dòng dõi kim chi thành ra hồi cùng hoa hải đường nghi vương vô đế nhất nghi tức bạc tiên là đất ninh sâm mây thành ra rồi cùng tên gọi này hoàng tấu vương vô đế nhị đại hoàng thông minh chính trực nghi đôi đạp tăng song chiều thành ra rồi cùng tơ mơ trong phá cửa bể tờ mơ chiếc thoi của bé lững lờ bên vàng thành ra hồi cùng lại làng xa xung đi bể đào lại làng xa xung đi thuyền thoi cậu bé trèo về đến đây thành ra hồi cùng lấy mãi chú tiên đi hiệu danh lên mãi chúa tiên bạch anh tôn chúa cầm quyền đi sơn lâm đức chúa ngàn con đi vua đế tích giáng sinh vào dỗ tích lê và năm thìn mồng ba tháng này lấy mãi chúa tiên
sức liễu thăng đi hàng đầu. Mở kiếm lâu nước Nam xây dựng ngồi thái bình, nổi tiếng sấm anh bút son vâng mệnh thiên đình. Trời
nhắn ly mẫu tam tòa khai quang kỳ diệu khắp ba con sân phép linh ứng nhờ ân công đức đổ xó thành đồng bùi cốc sai hoa ý nghĩa sao bắt đầu vẫn à, ý à.
qua đền cùng vũ suy hẳn đi gái chữ hàng bề sở ba vì hàng buồn phố khách mà thấy hoan quân khúc đi khích cười reo ý vang đông phủ bá vua khi suy sợ huyện chơi chợ chùa
ngây thơ vị hiền. Chúa sống âm thầm thờ cha mi kính mẹ, gặp được thầy quỳ cung tiên sinh soạn đời, ban phúc cứu dân. Thank you.
sống người đẹp làm sao. Ánh sông đang tỏa sương lung linh sông đời, ô đẹp làm sao. Thank you.
tâm. Sắm thân những đêm ngày má sâu khổ, ngập xương nay kim cổ ai sắc tăng là thương nữ xin rời. Thank you.
xin phan các quan huy vị, xin lệnh các quan nghi tả văn hữu võ lữ ban đáo đàn lệnh, xin quân bộ đuôi hàng thiên binh vạn mã hằng mà kéo ra lệnh, xin quân đời vạn công văn sang kính tân thương lai, văn sang kính tân ni dâng lên so đến thường thiên bơ tòa sư trình tình đức vua xa. Văn sứ dâng lên thương lai, văn sứ dâng lên tôn quan câu đôi, chứng minh lòng thành khi cho người tràn sinh. Con ngày hôm nay đi thành kính nhất tâm, ngày vì tống đông sư phê dành dành vì đồng ban Việt ban dành. Ban so đi tử được thanh thông, mọi bề chứ rằng sở nguyện tông tâm. Và bốn phương phẳng đẳng can qua bóc cỏ xoay lòng quan đi, bóc cỏ xoay lòng vì soi tâm soi tình cho đồng hồn nay quan vì bóc cỏ xoay lòng. Cắt tóc làm tôi đệ tử con đi, cắt tóc làm tôi công ơn Phật thánh trên theo thánh dưới theo thầy, dốc một lòng không dám đơn sai. Cho vô lượng vô biên
Trâm lính nhất đồng quan về, Trâm lính nhất đồng đổ cho đệ tử hành thông mọi về đổ đồng qua bên sông về. Pháp nhân vì quan tùng huế nhân sân biên hùng, mãi lấy thiên đình huy nhân, mãi lấy thiên đình ý hộ sinh ta bảo quỷ độc các quan tư nào đời nhân xuyên. Thank you.
gia vũ năng vấn ni tôn quan, gia vũ đăng ni vấn bát man ni công tử đi xa gần, nếu mi đến làm tu ý. Thập cờ diều quang minh chiếu từ trung ngã tích tăng cung giang kim phụng hoàng ân cần thánh chúa tiên trung vương ba năng thân và ân từng đi lần mình chung sinh vô ngã kim đỉnh để khai quang và siêu thiên tôn. Dâng lên kim ngân sư điệp dâng lên trình quang giám sát chứng minh lòng thành thì cho thì đầu trang sinh nhị đứng trường sinh người phi xóm mỹ nhị đứng trường sinh chữ phú sư quý tăng lâm thọ trường phi so bên cả núi đường hạ xuân cầu độc đến thu đông cầu tài môn mùa thâm mấy sư tài phá xuống kinh vương đập tài hân hoan sư đề phật thanh xứng tâm mở phủ khai đàn quan bi mở phủ khai đàn
đông đi mở quan khai hoa, khai quang kỳ diệu khắp ba cõi sân phép linh nước lớn công đức độ thanh đồng thì bùi gốc sai hoa. Sâu thành tâm bát nước quê sông niềm dâng lên cơn nguyện suy đâu thì về quan về dâng lên đàn viên bóc cỏ soi lòng để soi tâm soi tính đi xó người trần gian quan vì đồng nì thứ nhất lộc hoa thứ nhì lộc quả lộc tiền thứ ba ban so đệ tử vinh hoa cắt tóc làm tôi đệ tử con nghi cắt tóc làm tôi trông ơn Phật thánh trên theo thánh dưới theo thầy dốc một lòng không dám đơn sai. Dần so nước tiên đi tẩy hết bụi dần thanh cao từ lại muôn phần được thanh cao là nước mưa tuôn nước này là nước mưa tuôn tắm cho đệ tử đồng tân mát lòng nước này ngay ở sông sâu ngày tốt tháng lành ngày hôm nay đi ngày tốt tháng lành ghi tên đồng mới vào sang sổ vàng mây trên thiên cung dâng lên so đến lễ thượng thiên mưa toàn ngày hôm nay đệ tử nhất tâm châm lính nhận đồng quan về châm lính nhận đồng ngắt dây hòa khúc cân người tổ công quan về châm lính nhận cầu quan đi kéo phủ quân cầu đổ cho đệ tử qua cầu uy nam độ cho bản bệnh bình an phương tỉnh như lai điểm khai thanh hình nhuận sứ quang bình tài nhịn như tình thanh hai khẩu khẩu thông thuyết hai tâm tâm hoan nghỉ hai tỷ tỷ nâng sủ bánh ta thiên đình đi hộ trình ra bảo hội đồng các quán cơ hào để xiền ta biển đề
choi choi. Bán tôn đồng nhàng khói lòng mưa lành. Trăm bông đua nhị trên ngũ cảnh sơn sáng quan giám sát yên quỳnh vẻ vàng. Khâm thừa đế lệnh xưa nay quyền quan giám sát trước dậy trên thiên cung. Thank you.
nhang tân thành tông chiên nhang nghi tấu xuống thoại phủ các ban các tòa thiên đường xin lo viên làng tông về so đến lý vua xa động bình vương vòng làm xua thoại cung sơ tiệp dâng lên kim ngân sơ tiệp dâng lên trình quan tam phủ chứng minh lòng thành khi cho nhị đường trang sinh nhị tự trang sinh phê cho nhị tự trang sinh chư phú chư quý khan đích thọ trường phê cho dung mạch đôi đường sủ khai đàn quan đi mở phủ khai đàn độ cho đệ tử muôn vàn tốt tươi độ cho tài độc thương người mở quạt khai đàn quan đi mở quạt khai đàn độ cho đệ tử muôn vàn tốt tươi độ cho tài lộc hơn người ban nước quy sông thành tâm ban nước quy sông nên dâng lên cấn nguyện xưng đâu thì về quan để xưng lên an viên vỏ soi lòng quan vì đồng đi bóc vỏ soi lòng đi soi tâm soi tính đi xó đi từ quan chứng tổng lại ở ta vòng ban lộc tiếp tài quan đi ban lộc tiếp tài ban ngân ban duyên cho người trần gian quan đi ban lộc tiếp tài cắt tóc làm tôi đệ tử con nghi cắt tóc làm tôi trông đơn phật thánh trên theo thánh dưới theo thầy giúp một lòng không dám đơn sai về trên đốt chứng hình
đầu dâng lên kim tam đầu nhị sinh quan tam phủ xếp bên vành tành thi xó đệ tử bình an. Tranh giang biên dành ngân sơ bắc nguyệt lầu lầu chiếu vàng nam minh mình là con vua thủy quốc đông đinh đệ tam thái tử giáng sinh đền tông
hoa mang bẩm sinh thành tư chất dung nhan. Thỉnh mời quan đơn đệ tam phi phương diện bảo dung nhan quan các thù. Hàng tâu đông, hàng tâu đơn trên thiên đình với thủy phù, chức võng thần mà quy đủ bốn phương. Nhân khi nhàn ngữ ai vàng, tuần du khắp miên cõi phàm trần gian. Quyền thay chúa phép bầu quan tôi cũng anh linh lệnh truyền thủy bộ chư dinh trực tề đại giáp chơi biển trần thế gian. Chiến nghi thiên nam đôi dòng sông xích bích đua quân chạy hồng du lịch nghi bốn nước phương. Thành ra hồi cung được bàn loan đi thỉnh mời quan đệ tử vốn con sởi cai ngự thiên cung. Sông ngân hà liệt ngang đi tinh đầu đi bày ra ý ngất sợi ý. Mới dạo chơi sao xa đắc ngô đắc nghi diệu cùng đại các nghi đế kinh chư tam quan bắt đầu ngũ hành thập nhị bát nhị tứ cửu tinh quy hoàng
dòng nhạc khai quang thập tôn điều khai quang chiếu từ sông ngã tích tăng đúng tăng kín phùng hoàng thân cẩn vật thanh tiên dung vương ta năm thân ra âm từ bi lần lần chúng sinh cố ngã kim đỉnh để khai quang và chiếu thiên tôn sứ điệp dâng lên kim ngân sứ điệp dâng lên quan vì tổng đôi chứng minh lòng thành thi cho đời giáng sinh chư phú chư quý khang linh thọng trường kê cho xuống bạch tân vừa tôn quan vì đi xứng lễ đan viên xứng phần đi tổ song quân phần tốt quý từ nay tài lộc bằng người mở quạt thay đàn quan vì mở quạt thay đàn đổ cho đệ tử muôn vạn tốt tươi độ cho tài lộc thương người sông thành tâm ăn nước quê sông để dâng lên khấn nguyện sư đi đâu thì về quan về xưng lễ đàn liền bóc vỏ soi lòng để soi tâm soi tính đi soi đi từ con ngày hôm nay con thành kính nhất tâm cho gạo cho tiền quan về cho gạo cho tiền cho tài cho lộc cho nhiều hơn xưa quan về cấp lộc cấp lượn cắt tóc làm tôi đệ tử con đi cắt tóc làm tôi trông ơn phật thánh trên theo thánh dưới theo thầy dốc một lòng không dám đứng xa đi quan vì tấu đối xét niên đành đành thi so để tử dưỡng sinh mở sổ ghi tên quan vì mở sổ ghi tên cung phù đệ tử vào trang sổ vàng sổ đầy thấy ở thiên đình quan ơi cải hình chữ thiên phúc cho vô lượng vô biên ban viên ban danh quan thi đồng đi ban viên ban danh ban so đệ tử được thanh thông mọi bề chưa rằng phật thanh dưng tâm hơi hồ phát công đức tí bốn mùa hành thông cho bốn mùa xuân hạ thu đông tươi mắt cho cây quan về tươi mắt cho cây tưới cho cây lộc đời đời nở hoa quan về thắp mắt cho đồng lấy nước sông ngân quan về lấy nước sông ngân đổ về sông cái đổ về sông con quan về thắp mắt cho đồng quân phủ quân cầu quan đi quân phủ quân cầu độ cho đệ tử qua cầu nguy nan độ cho bản cảnh bình an tống dục anh linh thần vô tống dục anh linh nghe lời phụng thỉnh quan minh anh tài nghe lời phụng thỉnh như thiên nhãn thông thi ngạn nhục nhãn ngạn thi thông pháp nhãn do quan tổng tử nhãn trực duyên không viên minh pháp rơi nội vô xứ bất hàng dùng
quân. Trình quán quy nhà điền tranh vắng, ni trình quán quy nhà dấu thương ghi để ngã bà sông đi tỷ quân. Sử chép nghiêu chiều thập địa bát ni đất ni địa linh bạch hạc nghi đi phong sâu dựng nền địa xã bắc vài lâu nhớ ơn ni tiên tổ đi muôn đời sau khói truyền ý. Trình quán đi quê nhà Ninh Giang, Trình quán quê nhà danh lam nghi cổ tích ngự tòa thì ngôn cao ý. Cơ hữu đội nước ban tâm đặt lệnh truyền văn võ đời hạ văn võ đời hạ lệnh truyền võ đời hạ thiên đình bát má hàng ngàn kéo ra lệnh truyền thiên đời ba thư thiên đời ba thư đi quan tuần bây giờ chắc rằng anh linh trước là bảo hộ dân tình cánh sứ vâng lên con từ vàng đi cánh sứ vâng lên dâng lên so đến thường thiên mưa tỏa ngày hôm nay đệ tử con thành kinh nhất tâm có là sứ hồng con vì dưng là sứ hồng trước trình thật thánh sau trình vua cha trình lên tới phủ tam tòa sáng rửa
nghi công đi hộ quốc gia phong. Gia phong nghi thượng đẳng tước nghi long hầu chi tặng phong đi cùng. Bạc nghi vàng thánh đỏ vô cương hiếu chung thiết nghĩa đôi đường yên vẹn. Còn lưu truyền ghi dấu tích ngôi đền kỳ cùng còn mang nặng đổ
tục lầm than. Bái quan vì nho phước thiên nhang, bách gia bị tưởng được bình an đi tháng ngày. Nguyện song tông đường Tô Miếu, bái quan về quan khai sứ căn viên, đồ so ba ô ông manh hô tiên nguyện, thoát vòng trầm tục đường lên mơ sáng đài. Người có nguyện tiền tài không tiếc, có đứng lên sầu thượng nghiền ra hồi cùng bát hải đồng đình còn vua xa bát hải đồng đình thành ra hồi cùng quan triệu thường là con vua thứ hai đời vua Lê Thái Tổ thành ra hồi cùng nên dòng hôm mãi sau ba đời nhất vui vẻ trong đền rồng ngày xưa phủ chính đi lâu hồng đi sau ba đệ nhất vào ra dương sổ tam tòa thăng thăng đi dương sổ tam tòa lâu lâu bóng hiện đi suy tòa hôm nay sổ tan nghi tòa khắc khắc giữ sổ tan nghi tòa lên chầu chúa tiên chúa liễu hòa ý cầm quyền đặt hình sổ tam tòa đi khăng khăng giữ sổ tam đi tòa đêm ngày sầu xuống đi quê hoa ý đi cầm quyền lâu đầu tam giới hoàng thiên quyền sổ bà coi cửa phủ đi cửa để có thiếu đầu ý thay thầy trước nghi sau trong ngoài thay thầy trước sau quyền chầu quyền chầu bà con nhà mình răng đèn rưng rức đi hoàn sầm vì vàng đeo.
tôi bầu trong mi chiều đã lên, ngôi bầu trong chiều đã nên ngọc tốt và yêu y duyên tòa. Đã tươi tốt đi như đi hoa, đã tài mà lại khéo đi ai hòa, đi đạp bước yên. Làm lễ dâng nhang vì đồng, làm lễ dâng nhang cuối đầu lê bấu mười phước đồ chỉ dâng ngang biên điện từ bi, miệng niệm từ bi tay dâng nhang đi, miệng niệm từ bi khai quang khi điều khắp ba cõi dần phép linh hướng, nhờ ân công đức độ thanh đồng được mùi gốc sai hoa. Diệu quang minh chiếu từ chung ngã thích tâm chung giảm kim phục hoàng đất gần thánh chúa thiên trung vương. Quốc vũ dân cường soi xó nghi, quốc vũ dân cường để soi sóng Nam Việt bốn phương thanh hòa soi xó đất nước bình an. Chúc phần đi tử xó muôn phần tốt tươi từ nay tài lộc bằng người. Tươi tốt như hoa xó ba ngày lại như tươi tốt như hoa, đã tài mà tài mà lại khéo đi đàm đi đàm đi ai ở tay. Người trần gian càng nhìn lắm đi vẻ thiên nhiên, đất Nam hào thuận mỹ muôn đi vạn thảo đi ngay. Sai nàng thì nàng ghi lên phán vàng, phán vàng làm thánh lý thượng nghi thiên ý. Có phen làm chúa thượng thiên khi giả, làm chúa thoải tiên thoải về phàm trần, phàm trần ai thấy nghe tiên ý. Phàm trần thầy nói nghe tin khẩn thôi, rồi tạ lễ miếu nghe cứu văn trần phàm. Trần phàm kể vài người văn ý.
hồi cung. Nam Thiên Đế thích truyền phong sinh ra công chúa, nổi dòng lễ và dân văn rồi để nghỉ trên ngàn đình mưa sổ liều tranh nghi mái la cột sạp rồng hoa đá diêu phong dân văn rồi để nghỉ trên ngàn đồng đi buông tuổi hoan dáng về đền đời. Diện hoa
sâu ba đẹp tươi tốt đầu xít khăn nơ xanh đi mượt. Hôm nay ngự đồng dáng tự tiên
các tòa, ôi nông quan lớn trình tòa sơn xa, công ngon vò quanh sông rừng ý à. Lắm vì đấy càng nhiều ban xó danh nhật sang yêu.
mấy năm xưa thành đồng còn hương khói cùng
đông đi ảnh bóng đi. Làm đi dâng nhang vì đồng, làm đi dâng nhang cúi đầu lê mẫu mười phương đồ chỉ dâng nhang điện điện từ bi. Miệng niệm từ bi tay dâng nhang đi, miệng niệm từ bi khai quang kỳ diệu khắp ba quan trần phép linh ứng nhân công đức độ thanh đồng bùi cốc sai hóa sâu ba vị chắc ráng vương tòa. Khai quang dòng nhan thập cờ diệu quang minh chiếu từ trung ngã tích tăng công giảm kim phục hòa mật cận thánh chúa tiên chúa vương. Sông hoa đền thờ sâu năm thành ra ngồi cùng về ngã chín tư Bắc Giang về ngã chín tư lục nì cũng hiền thánh có bốn chữ vàng chúa về. Sóng bị ngập xa ngoài vòng lõm đêm đông xuống trần gian bao mộng chân thì hương tâm đồng bào thai mạn tuần tháng chín ngày mười
người lạ thôi. Đôi thung nguyên vui mừng hớn hở, nhà nhà đều mừng rỡ biết bao. Nỗi ngày như ý sơ cầu, sóng bóng vàng xuống phòng loan đêm mơ ngày dương dục bên đặt tơ mê đục cung nương gương ngông trời xo vốn ni giang phi phương thank you.
trên sườn núi sau đường đều người mèo đi về kỳ nọ Hãy subscribe.
bạn.
cho phú quý đông mọi bề, chữ văn sở nguyện tông tâm xuyên hoa sâu và về sông lấy đàn viên đi.